đây con nhận được cái cặp với 10 ký gà. Con rất là vui. Cái cặp này để hết năm nay rồi. Năm sau con sẽ quẩy đi học. Bây giờ thấy gia đình khó khăn nhưng bị hồi trước bị bệnh đó. Bị giờ vợ nó đi phố làm rồi. Ở nhà cha con đi bán vé số đi. Tiền xài được tặng gạo với cặp cho con cũng rất là mừng. Em nhận được 10 ký gạo nè, ba cha con ăn cũng được 10 ngày. Con sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để chúng con có thể lớn lên và làm những nghề nghiệp giúp đỡ mọi người giống như cái chú đã giúp đỡ chúng con. Chúng tôi rất là xúc động vì tại vì ở được cái tập đoàn Lộc Trời ghé trường và trao món quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Chữ C. Thì cái món quà tuy là cái giá trị không lớn nhưng mà nó cũng rất là thiết thực đối với các em để giúp cho các em vượt qua một phần nào đó khó khăn trong cuộc sống để mà vươn lên học tốt.